chặng đường thăng trầm của Alfred Riddle ở Việt Nam. Là huấn luyện viên gắn bó lâu nhất với đội tuyển Việt Nam, cầm quân 61 trận trong 3 giai đoạn và nhiều lần vào chung kết, nhưng huấn luyện viên Alfred chưa một lần hưởng niềm vui trọn vẹn. Trong giai đoạn 1998, 2000, 2003, 2005 và 2007, Riddle giúp Việt Nam thắng 27, hòa 14 và thua 20 trận. Số trận và tỷ lệ thắng của ông đều cao hơn Henrique Calisto, người dẫn dắt Việt Nam tháng 16 trong 52 trận thành công lớn nhất của Riddle với Việt Nam có lẽ đến từ giai đoạn 3. Ông làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi đưa đội tuyển vào top 8 Asian Cup 2007, còn đội U23 lần đầu lọt vào top vòng loại cuối cùng Olympic 2008. Ông chưa từng vô địch một giải chính thức cùng các hệ đội tuyển Việt Nam dù 4 lần vào chung kết Tiger Cup 98, SEA Games 20, 22 và 23. Sự nghiệp của ông với bóng đá Việt Nam luôn gắn với hai chữ công và tội. Riddle dẫn dắt Việt Nam từ tháng 8 năm 1998 theo quan hệ của nguyên tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn. Sau khi rời đội tuyển Liechtenstein, ông cùng vợ bà Jolanda Riddle lần đầu đến châu Á làm việc ở tuổi 48. Riddle nắm quyền chỉ ít ngày trước khi Việt Nam tham dự Tiger Cup 98 trên sân nhà. Riddle huấn luyện đội hình được coi là thế hệ vàng như trung vệ Nguyễn Hữu Thắng, hậu vệ Trần Công Minh, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn, Vũ Minh Hiếu, hai tiền đạo Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn là cầu thủ đầu tiên khi bàn dưới chướng đồ ở trận giao quân gặp Lào trên sân Hàng Đẫy ngày 26 tháng 8 năm 1998. Phút 30, đội trưởng Công Minh dốc bóng dọc biên phải rồi căng ngang vào trong cho Hồng Sơn. Tiền vệ Thể Công nhận bóng trong tư thế quay lưng, đầy một nhịp khiến hậu vệ đối phương lỡ trớn, rồi cứa lòng chân trái về góc xa mở tỷ số. Sau khi hạ Lào 4-1, thay cho Riddle hòa Singapore không bàn thắng, rồi hạ Malaysia 1-0 ở trận cuối vòng bảng. Hồng Sơn một lần nữa lập công với pha ngả người vô lê tung nóc lưới Malaysia. Riddle đưa Việt Nam vào bán kết và một lần nữa đụng Thái Lan. Hai năm trước đó, Việt Nam của huấn luyện viên Kang Hen Gang thua Thái Lan 2-4 ở bán kết Tiger Cup tại Kalang, Singapore. Lần này, Riddle giúp Việt Nam trả cả gốc lẫn lãi. Cú nã đại bác của Trương Việt Hoàng, kèm bàn thắng của Hồng Sơn và Văn Sĩ Hùng giúp Việt Nam hạ Thái Lan 3-0. Sân hàng đẫy như nổ tung, còn Riddle đấm mạnh tay lên không trung lần đầu tiên Việt Nam hạ Thái Lan ở một giải chính thức. Lối chơi tấn công rực lửa của Riddle không thể giúp Việt Nam giữ cấp vô địch trên sân nhà khi thua Singapore 0-1 ở chung kết. Bàn thắng của Singapore đến từ tình huống bóng đập vào lưng của trung vệ kuma bay vào lưới. Đội khách chơi tủ thủ và bảo vệ tỷ số trong khoảng 30 phút còn lại. Một năm sau, Riddle tiếp tục đưa Việt Nam vào chung kết bóng đá Nam SEA Game 20 ở Brunei. Ông và các học trò hòa Thái Lan ở vòng bảng, hạ Indonesia tại bán kết. Hàn thủ của Riddle không thủng lưới bản nào trong năm trận đầu tiên, nhưng khi tái ngộ Thái Lan ở chung kết, Việt Nam gục ngã không hai. Nhà cầm quân người Áo tiếp tục dẫn dắt Việt Nam đá Tiger Cup 2000 tại Thái Lan, nhưng chỉ về thứ tư. Việt Nam dẫn đầu bảng B, chỉ gặp Indonesia ở bán kết bị dẫn 1-2 đến phút 90 nhưng Việt Nam kịp gỡ hòa bởi bàn thắng muộn của Vũ Công Tuyền. Hai đội phải vào đá hiệp phụ. Tưởng như trận đấu sẽ tiến tới đá luân lưu thì Gendut Doni Kristiwan ghi bàn thắm vàng cho Indonesia ở phút 120, Việt Nam giảm hưng phấn, thua tiếp Malaysia 0-3 ở trận tranh giải 3. Sau giải này, nhà cầm quân người Áo phải ra đi. Một năm sau, ông quay trở lại Việt Nam để dẫn dắt Khánh Hòa. Khi đó, Khánh Hòa đứng cuối bảng sau 5 trận toàn thua, Riddle được sao mục tiêu giúp đội nhà trụ hạng, nhưng trong 13 trận còn lại, ông chỉ giúp đội bóng phổ biến thắng 1, hòa 4 và thua 8 trận. Ngày 1 tháng 6 năm 2003, ông trở lại Hà Nội với nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam tại SEA Games 22. Đại hội lần đầu diễn ra tại Việt Nam, Riddle được kỳ vọng tạo ra cú hích trên sân nhà, giống như ở Tiger Cup 98. Trong nửa năm, ông vận hành U23 Việt Nam dưới sơ đồ mới 442. Phạm Văn Quyến là niềm cảm hứng trong lối chơi của Riddle, tựa như Hồng Sơn ngày trước. Chính Văn Quyến ghi bàn đầu tiên cho Riddle ở thời kỳ thứ hai với bàn thắm vào núi Nepal ở vòng loại World Cup 2003 tại Oman. Nhưng Văn Quyến được biết đến nhiều hơn ở giải đó với pha lập công duy nhất giúp Việt Nam quật ngã Hàn Quốc ngày 19 tháng 10 năm 2003. Văn Quyến cũng mở tỷ số cho Việt Nam trong trận giao quân SEA Games 22 gặp Thái Lan. Dù hai đội hòa chung cuộc 1-1, Riddle lại đưa Việt Nam vào chung kết và tái ngộ với Thái Lan. Văn Quyến vô lê đẹp mát gỡ hòa 1-1 ở phút đá bù hiệp 2, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nhưng Natapov Farid ghi bàn thắng vào giúp Thái Lan đoạt huy chương vàng ở phút 96 trước khán đài Mỹ Đình chết lặng. Sau khi Việt Nam dưới tay huấn luyện viên Edson Tavares bị loại ngay vòng bảng Tiger Cup 2004, VFF lại cầu cứu Riddle cho SEA Games 23. Ngày 22 tháng 4 năm 2005, ông trở lại nội bài. Riddle cho biết danh sách sơ bộ SEA Games 23 do các trợ lý lập ra, còn ông chỉ đề nghị một cái tên, Văn Quyến. Lần này, cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam phụ lòng Riddle khi nằm trong nhóm giản xếp tỷ số tại Philippines. Tiền đạo Nghệ An lập cú đúp trong cả hai trận đầu ở SEA Games 23. Anh cùng Lê Công Vinh nổ súng trong trận bán kết giúp đội nhà thắng ngược Malaysia 2-1. Tại chung kết, Việt Nam vẫn bị người Thái khuất phục với tỷ số 0-3 với hat-trick của Theratech Winothai. SEA Games 23 cũng đánh dấu sự chuyển giao chủ công của Việt Nam từ Văn Quyến sang Công Vinh. Công Vinh là cầu thủ ghi bàn cuối cùng cho Việt Nam ở giải đó và ghi bàn đầu tiên tại AFF Cup 2007. Sau năm 2006 vật lộn chữa bệnh suy thận, đồ vẫn đưa Việt Nam sang Singapore dự AFF Cup. Ông và các học trò đứng thứ hai vòng bảng sau chủ nhà, ở bán kết theo thể thức hai lượt. Điệp Việt Nam lại thua Thái Lan 0-2 bởi các bàn của con Thong Lao và Pinbat Thongkanat vấp phải nhiều chỉ trích trước thềm Asian Cup 2007 mà Việt Nam là một trong bốn chủ nhà, đít đồ lại gây tiếng vang. Bằng thắng của hậu vệ Huỳnh Quang Thanh và Công Vinh giúp Việt Nam đà bại UE20 ngay trận giao quân ngày 8 tháng 7 năm 2007. Ở trận thứ hai, tiền đạo Phan Thanh Bình lập công giúp Việt Nam hòa qua ta 1-1. Dù thua Nhật Bản 1-4 ở trận cuối, Việt Nam vẫn qua vòng bảng với vị trí thứ hai. Thầy cho Riddle trở thành đội duy nhất ở Đông Nam Á lọt tứ kết Asian Cup. Tại đó, cú đúc của Yosin Mahmoud giúp Iraq hạ Việt Nam 2-0, sau đó họ thắng hai trận nữa để vô địch. Nốt thăng cuối cùng của Riddle với bóng đá Việt Nam đến từ vòng loại thứ hai Olympic Bắc Kinh 2008. U23 Việt Nam bất ngờ đứng đầu bảng C với 12 điểm qua 6 trận, đứng trên Lebanon, Oman và Indonesia lần đầu tiên Việt Nam vào đến vòng loại cuối cùng của Olympic ở đó trước Nhật Bản, Qatar và Saudi Arabia, Việt Nam đứng cuối bảng nhưng vẫn kiếm được hai trận hòa. Bay bổng với hai giải liên tiếp làm nên lịch sử, Riddle được kỳ vọng lớn ở Sea Games 24 tại Thái Lan. Ông giúp Việt Nam đứng đầu bảng, chỉ cần gặp Myanmar ở bán kết. Tuy nhiên, ba cầu thủ đá học phạt đền khiến Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết. Ở trận tranh huy chương đồng, thầy trò Riddle thua Singapore 0-5 ngay sau giải, ông từ chức. Riddle trở lại Việt Nam làm việc lần cuối vào năm 2008 để dẫn dắt Hải Phòng. Ông giúp đội về thứ ba V-League 2008, tiếp tục làm việc trong năm tiếp theo. Nhưng chỉ sau 3 trận thua đầu 2009, Riddle bị sa thải. Hôm qua, mùng 8 tháng 9, ông đã qua đời ở quê nhà Áo ở tuổi 70 sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư. Cựu danh thủ công vinh bật khóc. Khi nghe tin thầy mất, tôi sững sờ vì không thể tin nổi. 4 năm đi cùng huấn luyện viên Alfred cựu danh thủ công vinh có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với thầy, anh không thể tin ông lại ra đi quá sớm. Vào tối qua ngày 7 tháng 9 theo giờ áo, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Alfred đã ra đi sau một thời gian bị bệnh. Khi biết tin này, rất nhiều cổ động viên và cựu cầu thủ Việt Nam, những người từng thi đấu dưới quyền ông đau buồn. Chia sẻ với chúng tôi, cựu danh thủ công vinh nghẹn ngào. Biết nói gì đây? Tôi hụt hẫng lắm. Tôi không nghĩ thầy đi sớm vậy, Năm ngoái tôi vẫn nghe thầy trả lời phỏng vấn, rồi mọi thứ. Tôi cũng đi cùng thầy 4 năm, từ năm 2003 đến 2007. Tôi có nhiều kỷ niệm với thầy. Không chỉ với tôi, thầy là người được rất nhiều cầu thủ khác kính trọng. Về chuyên môn, rồi tất cả mọi thứ, thầy để lại cho bóng đá Việt Nam rất nhiều thành công đáng kể. Dù thầy mất thì những di sản thầy cho bóng đá Việt Nam cho chúng tôi vẫn sống mãi. Nhớ về huấn luyện viên Alfred cựu danh thủ công viên kể kỷ niệm vui nhiều mà buồn cũng có. Ấn tượng sâu nhất của anh về thầy lại là khoảnh khắc ông phải từ chức, khiến anh luôn ám ảnh. Kỷ niệm với thầy thì nhiều lắm. Kỷ niệm vui thì là vào vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh, tứ kết Asian Cup, chung kết SEA Games. Nhưng hình ảnh động lại với tôi nhất có lẽ là năm 2007. Khi đó chúng tôi không thể vào chung kết SEA Games. Khi ấy ở Thái Lan, thầy chia tay đội tuyển, Hình ảnh thầy bước ra ô tô vẫn ám ảnh tôi và tất cả các cầu thủ, khi đó chúng tôi đã khóc rất nhiều, không nghĩ là thầy lại chia tay đội tuyển. Sau khoảnh khắc đó, chúng tôi không được gặp lại thầy nhiều nữa. Khi được hỏi có phải mình đang khóc hay không, Công Vinh đau buồn chia sẻ tiếp, tôi với thầy có một tình cảm rất đặc biệt, khi gặp nhau hai thầy trò lúc nào cũng nói chuyện, chia sẻ. Khi tôi nghe thông tin thì thật sự đã sững sờ ít giây vì không thể tin được thầy mất. Tôi cảm thấy mọi thứ diễn ra sớm quá, mới đó còn gặp thầy. Sâu ấn huấn luyện viên Alfred Riddle với bóng đá Việt Nam Huấn luyện viên Alfred Riddle qua đời ở tuổi 70 là thông tin gây sốc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi ông đã từng giúp đội tuyển rồng vàng gặt hái được nhiều thành tích quan trọng trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển Việt Nam đã từng được rất nhiều huấn luyện viên ngoại dẫn dắt, nhưng huấn luyện viên Alfred Riddle là số ít những huấn luyện viên nước ngoài gắn bó nhiều năm nhất với bóng đá Việt Nam, cả cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Chiến lược gia người Áo từng 3 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong các giai đoạn 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007. Dù chưa thể giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi cao nhất ở đấu trường Đông Nam Á qua các giải đấu như AFF Cup, tiền thân là Tiger Cup hay SEA Games, nhưng những đóng góp to lớn của chiến lược gia người Áo là không thể phủ nhận. Thành tích nổi bật nhất trong giai đoạn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của ông Alfred Riddle là đưa thế hệ công vinh và tứ kết Asian Cup 2007 khi sự kiện này được tổ chức ở bốn nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mặc dù một năm sau đó, huấn luyện viên Alfred chia tay bóng đá Việt Nam và người lên thay thế ông là huấn luyện viên Calisto đã giúp thế hệ công vinh lần đầu tiên giành được chức vô địch AFF Cup 2008. Nhưng thành quả đó bắt nguồn từ nền móng do huấn luyện viên người Áo để lại. Tiếc nuối lớn nhất của huấn luyện viên Alfred là không thể giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ở Tiger Cup 1998, tiền thân của AFF Cup, khi trận chung kết đội tuyển dòng vàng để thua cay đắng trước đối thủ Singapore ở giải đấu này. Huấn luyện viên người Áo đã làm nức lòng người hâm mộ đội tuyển Việt Nam khi lần đầu tiên đánh bại đại kình địch Thái Lan với tỷ số 3-0. Ở thời điểm đó, Thái Lan vẫn được xem là ông kệ của khu vực Đông Nam Á, nhưng thế hệ vàng Hồng Sơn, Công Minh, Đức Thắng dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Amphedito đã làm nên lịch sử khi tiễn bảy voi chiến về nước trong trận bán kết chỉ thiếu một chút may mắn mà chiến lược gia người Áo đã không thể cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang khi để thua cay đắng với tỷ số 0-1 trước Singapore trong trận chung kết ngay trên sân Mỹ Đình. Ở đấu trường SEA Games, huấn luyện viên Alfred cũng có đến 3 lần giúp đội tuyển Việt Nam có mặt ở trận chung kết là năm 1999, 2003 và 2005. Đáng tiếc là ông cùng các học trò đều thất bại ở trận đấu cuối cùng này, khiến nhiều người vẫn mệnh danh chiến lược gia người Áo là vua về nhì ông riddo là thầy của rất nhiều cầu thủ xuất sắc trong lịch sử bóng đá việt nam như nguyễn hồng sơn lê huỳnh đức trần công minh lê công vinh phạm văn quyến nguyễn minh phương ông luôn nhận được sự tôn trọng cả về chuyên môn lẫn con người từ các học trò và các trợ lý của mình Năm 1998, khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, không ai có thể phủ nhận tài năng của chiến lược gia người Áo. Khi còn là cầu thủ, ông Riddle đã từng hai lần vô địch quốc gia Áo, ba lần giành chiếc giày vàng của Áo và Bỉ, đồng thời từng giành chiếc giày đồng châu Âu năm 1975.